그게 단맛이 어느 정도인지를 몰라서. không có bệnh người không có cảm tao được một con thay chị thì một đứa mà nó là qua tới ba đứa tại vì á ba đi không có có nếm thử được ba đi bị bệnh đó cả nhà cha ra cha ba đi bị cảm rồi chút thôi thả ra đấy phải bỏ ra không có làm bún mắm ăn đấy ở đây thả ra rồi cái chân á chân mà sướng không phải 없어? 안 싱거워? 네, 조금. 이제 cho mấy đứa tự nó thử rồi nó cũng nó cho ý kiến. Hôm nay là ba đi làm cái món mì tương đen. Tự làm luôn. Được chưa Bi? Được không Bi? Rồi, để coi. Nè, ba Bi nấu cái sốt mì tương đen ở nhà. Tự làm ở nhà nè. Hôm nay mình ăn mì tương đen với lại thịt bò nha. Thịt bò, cái này là sườn, thịt sườn á. Thịt sườn. Cái món này nó hợp cực kỳ hợp luôn. Không được hả? Để mình ăn thử cái. Chim chim mệt. Chim mệt. Thế là thế. Cái này là cái bịch để nấu mì cha chang này đó nha. Cái sốt á mình phải mua ở siêu thị rồi về mình nêm nếm rồi thêm. Là cái bịch này nè, ai mà muốn làm mì cha chang ở nhà, mì tương đen ở nhà là mình mua cái bịch này về làm. Được chưa? Rồi. 이제 마법의 액체를 넣어야 돼. 뭐? 참기름. 중국집이란 뭔가 아시트리지. 어. 뭐 cái dầu. 요 ớt nè. Bỏ dầu ớt vô cho nó có mùi mì khói. Bây giờ để mình nướng thịt đi. Cái thịt bò này nướng thì rồi. Đâu có nhìn gì đó, tôi muốn người ta có thịt gì đây. Sao vậy? Vì chắc là bông rồi. Nướng cái này để ăn cùng với mì tương đen. Má thích sốt. Ba Bi bị cảm á cả nhà, không có ngửi được cái mùi. Bởi nấu, hôm nay nấu là kêu mấy đứa nó thử á. Đó. 맛이 있는지 없는지 모르겠어. Ta biết chi một thế. Ngon mấy. Ăn mình cả nhà ơi. Hôm nay ăn cơm chiều chứ không ăn trưa nữa. Bà xin nó. Không xin là mặt sẵn rồi. Ừ. Giờ thì có phải không? Mà gặp những cái nước tròn này không? Bắt rồi. Có bà ở nhà có khác. Bà nấu cho ăn thoải mái. Không có bà ở nhà kiểu vô bếp thôi bị lộng cộng quá.
ngon không? Mấy chị hả? Đi ăn kim chi không? Ừ. Đi ăn kim chi không? Ăn mẹ. Ăn đi. Nè. Kim chi nè. Bố cái này. Cái ba thịt tường này nó ngon đó nè. Nó mềm. Mà thịt heo hay thịt bò gì cái tường cũng ngon ha. Chắc chắc luôn. Bữa nay là cuối tuần á, mà hôm qua đứa nhỏ nó về rồi á, bữa nay cái mình nói để làm món này cho mấy đứa ăn đi, cuối tuần mà. Cuối tuần mới về được chứ, chứ bình thường đi học đâu có về được. Sáng thì đi học sớm tới 8 giờ mấy mới về tới nhà. Khi mà giữa tuần muốn ăn cũng không ăn được. Mấy đứa nhỏ bên đây á, nó mê. Nó mê cái món mình cũng đen á nhỉ. Mình ăn hả? Ừ, hồi mẹ giặt cho. Bởi ăn cái món này phải bằng áo đen. Giặt cũng không thấy. Thật ra không á. Con đi bắt cái lồng tròn. Apa? Ôi là, khớp rồi. Thế à? Không muốn gì được sao? Hát ăn được một cổ sao? Chạy ta đi ha chô. Cái đó. Hả? Hát ăn được sao? Thôi con nó xí đi. Bây giờ là cắt thịt bò. Giờ mình cắt thịt bò ra nha. Dạ. Anh chua, chú Tiên. Hả? Hả? Đi không? Bò hộp được rồi. Ờ, đi cắt rồi. Cảm ơn con ngon. Cái tên mỏ rồi, mà thích rồi. Phải không? Nó, chú đây là tao. Dạ, cắt. Hả? Chú đi cắt con. Cắt xin rồi. Bò hộp là xin rồi. Đây là món. Ngon. Ừ. Ừ. 어때? 우주는 모르겠고 우진이 그냥 먹어도 맛있어? 맛있어? 응. 어? 맛있어. 맛없어. 아무 맛이 안 나. 자기가 감기 걸어서 그래. 너 양쪽 봐. 저번에 라면 거의 다 먹어. 응, 빵은? 라면이야? 믿으래. 면이 면이잖아요. 나 여기다가 큰 점 찍었어요. 고장 남아. 따라했어요. 고장 남아. 남아? 없나? 응? 뭐? 없죠. 있어. 아. 있어요? 면을 더 줄까? 장을 더 줄까? 둘 다. 너 왜 아이 거 안 가? 이너 거 안 가? 너 안 해래? 아 없는 줄 알고 내 끼고 있었는데. 그 짜는 거 너무 길 남아. 내가 빵 그거. 은주 거도 엄청 가 보이고 먹어. 그릇이 커서. 나 밥 많이 먹어. 더 있어. 왜 얘 hai đứa nhỏ hôm qua mà vắng ba cái là nó nói là vắng buồn quá, không có ai nói chuyện, không ai ghẹo. Trời ơi, một gùi nè, đứa gái. Chấm chua sao? Ừ. Nè, xích lại đi. Bi nó ghiền sữa. Bi nó ghiền sữa mà. Sữa tươi, sữa dâu tây hay là sữa banana gì vậy, cũng ghiền.
언니야 더 빨리. 응? 언니한테로 나간다 멜리. 급해졌다. 나 지금 이틀 담아줘도 되는데. 아, 네? 그냥 담아줘도 되는데. 네? 담았어? 아, 장을 너무 조금 넣었다. 그니까. 어? 아이고. 안 해서 매운 거야? 이거? 어. 이게, 면을 넣었으면 그게 면이 덮일 만큼 장을 넣어줘야지. 네? 왜? 아니야. 아, 죽이려고? 모자라인 줄 알았지. 말대로 표현인 걸 누가 봐도 알겠는데. 한젓가락 밖에 없어? 네, 잊었어? 또 은지는 또 너무 많이 잤어. 아이고야, 골칫거리는 거야. 왜? 이래서 식당을 안 하는 거야. 엄마. 멀쩡한 요리 해도 손님한테 가 있으면 이상한 요리가 됐을 거야. 잘하겠다 엄마보다 요리. 응. 꼴찌에. 꼴찌. 물다. 꼴찌에. 관광 가서 믿을래 줘. 언니. 은진이 형 죽이 좋아해? 안 와이 와이 나 엄마. 건너 빠빠이. 노사무 롱냐. 매엄마. 하? 하? 다다다다. 먹어. 지 하이 cao lắm rồi, 지 하이 cao hơn 1m6 rồi. 까꿍을 몰라요. 뭐가? 아니, 작은 언니가 더 커요. 뭐가? 키. 응, 키. Mấy đứa bạn của chú Yên Trinh ở nhà mà làm như người chơi châu tô á, nó có cái một cái kêu bằng gì Việt Nam mình kêu bằng cái tương chi là Việt Nam kêu bằng cái gì biết? Là cái cơ thể người nó cái trạng người nó bự á cả nhà. Nó bự nó rộng như nè. Cho nên là nhìn thấy nó mập mà sao thấy nít á với lại phụ nữ chi chu là nó bị vậy nhiều á, người ta nói là chi chu có nhiều gió đó, cho nên là có một cái thân hình dạm dở vậy đó cho gió đừng có bay. Người ta nói vậy thôi nhưng mà chắc do gen hay sao. Thấy á nhiều đứa bạn á bự lắm. Không có cao nhưng mà bự. Cầm tay trái nữa mới tài kìa thấy không? 아이고, 말해 주려고? cầm đũa tay phải rồi thì phải cầm kéo tay trái chứ làm sao? 제주도에 거의 10년 가까이 살았거든? 이기다, 이기다. 제주도 온 지 거의 10년 됐다, 9년 됐었는데 느낀 게 육지에 비해서 제주도에 이렇게 등치 큰 사람이 많아. 네. 기만도 높아요. 그러니까 이게 바람이 세니까 안 날아가려고 진화를 했나. 잠깐만 먹을 거야. 네, 밀어줘, 통. 밀어. 응. 작아요? 근데 이거 좀 비 뭐, 뭔데나? 이번에 나오는 거. 이거 비 뭔 냐이야? 잡았어. 냐이 냐이. 오케이, 강남트. 시고. 아, 크게. 어, 좀 찾다 봐. 여기. 야, 나클. 다시. 하나. 아 이거는 이거. 하나. 약도 하나.
싫어 아빠 가야 돼. 제주도 사람은 혹시 생각 줄 까먹는 거 틀린 거 알아? 어떻게? 제주도 사람들 보통 이렇게 다 이렇게 잘라서 먹어. 육지 사람은 하나씩 하나씩 까. 어, 나 그럼 나 어디 사람이야? 베트남 사람. 베트남 사람. 뭘 어디서? Người người chơi chu thì bẻ từ đứt bẻ lên, người đứt lên thì bẻ từng từng lột từng miếng, còn người Việt Nam mình thì cũng vậy thôi. Nè. Ông mày đó kìa. Quý em mà. Nó còn cái 하나도 그냥 여기 이렇게 약간 나온 부분에 착 뜯어가지고 응, 다 그렇게 생각하는데 엄마 안 그래 그 그 꼭 그 매달린 부분이 아니라 끝부분 있잖아 딱 까기 어려도 굳이 그걸 잡아 뜯어 근데 người Việt Nam mình làm vậy mà người Việt Nam mình thì bẻ từ cái từ từ cái phần ở dưới bẻ lên chứ ai mà bẻ từ cuốn đâu 보통 바나나는 왜 꼭지가 이만큼 정도 있잖아 이거 자꾸 똑부러 틀어서 자르면 편한데 굳이 이거 반대쪽 그 시큼한 부분을 이렇게 뜯고 있어 우리나라 바나나 나라야 그래 잘 먹는 줄 알아 바나나 나라 나도 깜짝 놀랐는데 와 언니야 아 좋다 진짜 더럽게 먹는 거니까 현장처럼 먹을 것 같아 고추도 고추도 해봐 감사드려 맛있어? 네가 이거 해 감사합니다 먹어봐 훨씬 편해 그러니까 편한데 오 와우 우와 좋아 아빠 나는 아빠 아 저는 할까 군도 더 사봐 와 뭔데 이런 꿀도 다 됐어 나도 빨리 꿀줘 나 우리 꿀 안 한 거 근데 엄마 혹시 기대하는 거 같아 어? 기체를 한번 가볼까? 맛있을 것 같아. 기대했지? 은진아. 진짜 먹는다. 그냥 먹어. 진짜. 어른이 왜 수정 불어? 편의점 만들어주세요 또 미안해 또 안 줬어 이거 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 잘렸어 응 귀 원래 이렇게 잘라놓는 거 맞아 그래야지 껍질이 안 찢어지고 귀를 싹 붙여줘 예쁘게 어 그렇지가 그렇지 아니 그냥 내가 장난감으로 할 거 네? 여기다가 전시대 소파 따고 싶어. 엄마. 와, 엄마 이거 다. 꼼짝해. 나 아빠 지금 만들고 있는 맛있는 거 더 맛있는 걸 먹을게요. 저. 어, 나 거기요, 거기. 아빠 작은 거는 제가. 저 제가 먹을게요. 나 거기요, 거기. 뭉뭉뭉 딱 cái thau nó lạnh như mặt ba luôn á. Con trước thì muốn đâu là cho mẹ ngon lành, con sau nó để ăn biết ngon hơn. Rồi thì có chứ, thử rồi. 우와! 네. 이거 어떻게 먹어? 아빠가 눈병을 뜯는데! 아니라고? 고기에다 뽀뽀를 해! 아니야, 고기는 먹어야. 어떻게 빠는 거야? 없지. 먹어? 안 먹었다며! 소금을 안 뿌렸잖아. 어, 맞다. 아빠 차라리 소금 한 먹으면 그래, 내가 방금 저거 봤는데. 아빠 저 소금 한 모금만 주세요. 자, 한 모금이요? 한 모금. 안 돼, 짜. 야. 근데 나는 솔직히 소금을 뿌리든 안 뿌리든 맛이 똑같아서. 다 먹어. 살짝 그 느낌 있는데? 진짜 맛은 안 나는데 매운 느낌, 신느낌, 느낌 아몬드 느낌 미안 어, 한 달 탈 겁니다 야, 몸에 들어온 느낌 나네 응, 거기 알아줘
Xin chào con biết cô chú, bà bà rất chào hôm nay nãy con hỏi cho Melly và bà bà đang ăn mà nó chào nữa. Thôi bye bye. Bye bye các nhà ơi.